Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là sáng thứ ba, ngày 14 tây tháng 11 năm 2023. Bao nhiêu chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về cái tác phẩm Thập Mục Ngu Đồ. Hình như hôm nay là kỳ thứ 30. Thì kính thưa quý vị, thì hai kỳ học qua, tôi được phép quý vị nghỉ nhưng mà không có thông báo. Nhưng mà chắc quý vị cũng đã biết, tại vì tôi bị cảm. Và tính tới nay thì nó cũng chưa có hoàn toàn bình phục. Nhưng mà cũng rồi cố gắng chúng ta học lại. Thì tôi nói được bao nhiêu thì các vị ráng chú tâm nghe. Bởi vì cái giọng nói nó chưa có được rõ ràng. Nhưng mà nghĩ lại thì bỏ cái buổi học cũng tội nghiệp, cũng thương quý vị. Tại vì quen cái giờ mà tôi chia sẻ thì quý vị cứ dành thời giờ để nghe. Mà một mình tôi nghĩ mà để cho cả đại chúng cùng nghĩ thì tiếc nuối quá. Thành ra vì lẽ đó mà tôi ráng cố gắng nói. Nói dài 10 phút cũng được. Nhưng sao có phân tích cho các vị nghe. Thì hôm nay thì mình tiếp tục học cái kỳ thứ 30 mà Thiền sư Quảng Trí trình bày với vua rằng là cái vấn đề mà người mới chăn trâu. Thì cũng giống như chúng ta vậy. Nếu như chúng ta là người mới chăn trâu thì có khi chúng ta cũng có hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ. Đó là nói chăn trâu bên ngoài, chăn trâu thực tế. Còn chúng ta là những người mới trên bước đường tu tập thì cũng không sao tránh khỏi những cái điều mà gọi rằng là sơ suất, cũng có thể nói là ngộ nhận, vừa sơ suất mà vừa ngộ nhận là mình tu như thế này, tu như thế kia, tu như thế nọ, thì mình ngộ nhận cái vấn đề tu của mình. Cái vấn đề mà mình ngộ nhận là cái lẽ thường, và chúng ta cả bao nhiêu tháng ngày chúng ta lầm lũi trong cái đau khổ có, trong cái vui buồn, vinh nhục thịnh suy có, trong mọi cái hoàn cảnh tốt xấu khen chê phải quay. Cho nên chúng ta gộp chung lại thì cái cuộc đời nó chạy tới, mà con người mình thì không có cái vấn đề lui, cái tuổi tác thì không có vấn đề lui, thời gian thì chạy tới. Rồi nghĩ cho cùng, suy cho tận thì ta cứ nghĩ là cuộc đời này nó đau khổ. Vậy mà lẽ đó đương nhiên mà khi chúng ta gặp được một bài kinh hay một vị thầy nào mà giảng nghe nó bùi tai, nghe nó mát dạ, thì mình cho vị đó là bậc tối thượng, bậc cao cả, bậc coi như là đạt đạo. Rồi thậm chí mình tôn thờ có, mình ủng hộ có, mình làm theo cái kiểu coi như là cái gì mình muốn. Nên là cũng có những phút giây mình bị sai lầm, chứ không phải rồi lúc nào cũng sai lầm, mà cũng phải lúc nào cũng là ngoan đạo hết. Cho nên thì cái vấn đề mà phạm phải việc chăn trâu á, sở dĩ chúng ta không chứng được, chứ tỏ đó là mình không chứng được là do mình không biết cái tâm mình. Do mình không thấy được cái tâm mình, không biết được cái tâm mình. Vì thế mà trong kinh á, Phật mới nói rằng tất cả chúng sanh từ bao nhiêu kiếp đến nay mê muội điên đảo cái bản tâm mà không tự giác ngộ, nhận lầm tứ đại là thân, phan duyên là tâm.
Cho nên mình cái nhờ nhậm cái bằng nhận làm, nhận làm là cái thân tứ đại này nè, tứ đại này là thân của mình. Và những cái mà vui và buồn, phải quấy nhục vinh đó, gọi là phan duyên đó, thì nghĩ đó là tâm của mình. Cho nên nói, ồ hôm nay tâm tôi vui, hôm nay tâm tôi thấy nó buồn mang mát, cứ mình nhận lầm đi. Những cái thứ đó phải là tâm mình. Thật sự mỗi một người á, mỗi một chúng ta đã có một cái tâm thật của chúng ta, đó là cái tâm bất động. Cái tâm mình lắng yên, nó bất động. Còn những cái mà nó phan duyên á, thì nó là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Và tâm ta mỗi người nó có một cái chân tâm thường trú. Đó là kinh sách, đó là chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Còn cái tâm mà mình cảm thấy mình buồn, mình cảm thấy mình vui, mình cảm thấy mình thương, mình cảm thấy mình ghét, mình cảm thấy mình thế này thế kia thế nọ, đó là vọng, đó là phan duyên. Mà xưa nay mình hay chạy theo cái phan duyên đó, cho nên mình mới điên đảo, mới mê muội, mà mình không có nhận chân được cái tâm thật của mình. Cho nên làm tứ đại là thân. Bây giờ mình đem phân tích tứ đại là bốn đại là đất nước gió lửa ra coi cái nào nó là thân mình, cái nào nó là thân, cái nào nó là tâm. Đó, cho nên nội mình chưa phân biệt được, mình cứ nghĩ rằng là cái thân này là do bốn thứ đất nước gió lửa hợp thành, do tinh cha quét mẹ, do bốn thứ đất nước gió lửa hợp thành. Đó là mình lầm. Nếu như cái thân này nó là thân thì như tôi, cái đây là nó thân thì của tôi, thì tôi đâu có bệnh, tôi đâu có khó chịu, tôi đâu có những lúc nằm vùi vẫn đâu. Tôi làm chủ nó rồi đó chứ. Vậy thì cái thân này nó giả có, nó giả tạo, nó giả cảnh, nó giả đò. Giả đò là nó giả đò, nó nương gái nhau mà thôi. Đó, cho nên chúng ta đừng thấy lấy cái giả đò đó làm cái thiệt cho mình, rồi mình đau khổ. Mình lấy cái giả đò mà mình làm cái thiệt thì mình thiệt thân thôi, thiệt tâm mình thôi. Cho nên cuộc bảo ảnh lắm người yêu tiếc thân nên thiệt vì thân. Để xưa nghĩ vô ngần nào hay vô những là nhân chắc sầu rồi. Mình thấy nó vui vậy, nhưng mà nào hay vui đó là nhân của cái sầu. Về cuộc thành bãi hầu cằn mãi tóc, lớp cùng không đút buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can, mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, tất cả đều mình nhận làm hết. Hiện giờ tôi đang làm đủ thứ đây, 50 năm đây. Hiện giờ cái nó còn trụ cái tâm vô cái thân đây, mình cho nó là thân, cho nó là tâm. Hai cái nó còn gặp gỡ nhau đây, mà để cho bàn luận không biết bao nhiêu việc, mà chính mình bàn luận cũng không hết việc. Về nào là thân, nào là tâm nữa cơ. Cho nên mình phan duyên, mình nhận cái phan duyên mà mình cho đó là tâm mình. Các chị nhớ chữ phan duyên đó có nghĩa là mình nhảy, mình nhót, mình chiền. Chút xíu cái mình vui, chút xíu cái mình buồn, chút xíu cái mình giận, chút xíu cái này là phải, chút xíu cái kia là trái. Mình làm cho nó suy nghĩ liên tục, nó không có phút giây nào dừng nghỉ hết trơn á. Nó sống trong cái vòng gọi là thất tình, là hỉ rồi nọ, là ai là cụ, là ai là ô dục, là hỉ rồi nọ, là ai là cụ, ai ô dục, nó vòng quanh như thế này nè. Thì nó không điên đảo là gì thưa quý vị? Không gọi nó điên đảo là gọi là cái gì? Vì điên đảo cho nên vọng tưởng.
Mà bây giờ làm sao chúng ta viễn ly điên đảo, thì chúng ta viễn ly vọng tưởng, thì chúng ta đạt tới cái chỗ cứu cánh Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là một sự tịch tỉnh, một sự vắng lặng. Thật sự Niết Bàn nó vô sắc, vô hình dung, nó vô tội dạ, thậm chí nó là vô thị di chiếu, vô chung. Nhưng mà ta đấy thì Đức Phật không dùng danh từ gì để biểu trưng hay sao? Cho nên Phật ngày xưa cũng phải lấy danh từ Niết Bàn. Có những lúc Đức Phật phải chấp nhận thua ngoại đạo. Bởi vì cuộc đời tôi của Đức Phật, không bao giờ Đức Phật muốn là Đức Phật là hơn ai cả. Cái nền giáo lý Đạo Phật cũng không nghĩ đó là cái nền giáo lý hơn nền giáo lý nào cả. Mà Đức Phật chúng ta bảo mọi người phải đủ tệ tri, đủ tệ giác mà chúng ta quyết định, chúng ta đo lường. Đo lường. Thành ra các vị thể gì nếu ai cũng đo lường hết thì chắc không có, cuộc đời này không bao giờ xảy ra những cái chuyện mà để ghi vào lịch sử. Cho nên mình khó đo lường, bởi vì mình không có làm chủ được cái tâm của mình. Mình để bị cho nó phan duyên, cho nó điên đảo vọng tưởng. Phía như trăm ngàn biển lớn mà không nhận, lại đi nhận một giọt nước nhỏ nhoi như vậy. Cái trăm ngàn biển lớn mà không nhận, cái thanh tịnh, cái không nhiễm ô, cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh nó rộng lớn như vậy mà ta không nhận, mà ta đi nhận những cái giọt nước nhỏ. Giống như thường cái tâm thức chúng ta đó, tôi thí dụ như thường thường mấy ông thầy hay cầm thí dụ đó, nguyên một tờ giấy trắng như thế này, nguyên một tờ giấy trắng như thế này ta không nhận ra. Mà nếu tình cờ, thí dụ, nếu tình cờ nguyên tờ giấy trắng này nó rất là bình thường, nhưng mà nếu tình cờ tôi lấy một cái bút, tôi điểm một cái vạch mực như thế này nè, thì quý vị nhận nó ra. Nhưng mà nhận ra thì nó có thiệt không? Tại sao chúng ta không nhận nguyên một tờ giấy trắng mà chúng ta đi nhận một điểm vạch mực đó? Thông thường tâm lý chúng ta là vậy đó, nguyên tờ giấy trắng ta không để ý mà chỉ một vạch mực thôi. Vậy mà chúng ta điên đảo vọng tưởng. Cho nên con người càng chấp chặt, càng nhỏ nhặt bao nhiêu thì con người đã càng đau khổ bấy nhiêu. Mà con người càng rộng lớn, càng cởi mở bấy nhiêu thì con người đã an lạc bấy nhiêu. Nó thất thường như vậy, thông thường là như vậy, rồi đại chúng nó như vậy. Con người nhận ra những cái mà nhỏ nhặt, mà chấp nhận, mà đắm đuối theo nó thì mình sẽ mất tất cả những cái thứ lớn. Và thật sự có cái gì gọi là nhỏ, có gì gọi là lớn đâu. Nó đều là giả dối hết đó mà. Thật sự tại vì chúng ta quá cao ngạo, chúng ta quá bảo thủ, chúng ta quá ích kỷ trên cuộc đời này. Không, mình nói xin lỗi sao thế gian gọi là không có con mẹ gì hết. Nói cho nên tôi nói theo danh từ tộc tặng thế gian cuộc đời này không có con mẹ gì hết. Không có mẹ gì thiệt hết. Điều là nương gái, đều là giả dối hết. Đó là như lời nói. Lời nói là gió đưa. Thì gió đưa mà tại sao tâm thức ta nó không cho nó là có cơn gió thoảng qua mình. Gió đưa thôi mà nó lọt vào lỗ tai này, cho nên nó buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét, phải quay. Cũng như một lời nói gió đưa. Gió đưa, gió đẩy, về rẫy ăn gì đó. Về rẫy ăn cà, về sông ăn cá gì đó. Thật sự là do cuộc đời nó đưa đẩy, đẩy đưa. Mà mình quên rằng tháng tận năm dài, nó chỉ khoảnh khắc đối với người trí giả. Nó chỉ dài đến những người bạc lẻ phàm phu. Những người trí thức thì họ ăn
ăn cái rồi còn người nghèo khỏi rồi để dành năm này tháng kia họ mới đem ra ăn. Thế thông thường á, cái người mà sang trọng á là người đã ăn được cái món mới, còn cái người nào mà quá eo hẹp quá ích kỷ á thì chờ ăn cái món vụng. Thành ra bây giờ chúng ta hãy tu hành mà chúng ta càng chấp, có nghĩa là chúng ta càng ăn cái món vụng. Mà món vụng thì các vị biết rồi, nó có miếng, nó có kim, nó có chỉ, nó có đủ thứ trọng hết trơn. Còn món chắc thì lọc ra rồi. Nói vậy thôi chứ cuộc đời này cũng chẳng gì chắc cứu đâu. Nhưng mà ý tôi muốn chia sẻ lại chúng vậy đó. Cho nên tôi thấy chúng ta hãy cởi mở tới đâu thì cái tình thương yêu, cái sự tha thứ nó tới đó. Còn chúng ta gút mắt tới chỗ nào thì chỗ đó, đứng ở đâu, ngồi đâu, nằm đâu, điêu rồi địa ngục rồi tả bà la cực lạc hết là vậy. Tôi tác phẩm này đa phần là chưa từng bỏ muốn chúng ta về trên thôi. Tôi nói như vậy các vị thấy nó có khó nghe lắm không? Cái giọng nói bữa nay nó khó quá, tôi ráng tôi rặn tôi nói. Vì bao nhiêu cái vấn đề mê muội mất đi, không điên rồi, mê muội điên đảo bản ngã mà không tự giác ngộ, không nhận lầm tứ đại, nhận lầm tham sân si đó, chúng ta nhận lầm thế là mê lại tiếp mê, vọng là tiếp vọng, theo cảnh mà lưu luyến, để mắc vào cảnh mà sinh mắt đó đó. Vậy mà không biết bao nhiêu cái việc nó làm cho gọi là sinh linh đồ thán, vì cái coi bằng áo mặc, vì sự sống thôi mà các vị biết làm biết bao nhiêu người gọi là sinh linh đồ thán. Nói vậy thì cũng có những người họ vượt qua được, sao họ thành Phật. Đây tôi nói chuyện ngoài đời thôi. Thôi thì các chị biết rằng cái giọng quá khàn đi, hãy nói được tới đâu rồi nói ha. Từ cái chuyện mà chúng ta vọng giặc làm thân, giặc là cái thân xác này, người ta gọi là giặc nè. Người ta là giặc. Tại vì nó luôn chống trái, nó luôn làm cho con người mình khốn khổ. Đó, cho nên nó là giặc nè. Mà nó giặt quýnh lung tung bè ở trong hết, nó làm cho con người mình khó chịu, nó cho con người mình sổ mũi, rồi con người mình nhức đầu, vừa quần đau khớp gối đau khớp chân đó. Bởi cho người ta ăn những cái thứ độc hại mà người ta nói rồi đâu có sợ đâu, yêu cầu nuốt khỏi cái miệng mà thấy nó ngon là được rồi. Còn cái chuyện mà dành ăn hay là chuyện gì sau này tính sao, tụi chúng ta nghĩ như vậy đó. Cho nên ví như vậy, thế là mê là tiếp mê, vọng là tiếp vọng, theo cảnh mà lưu luyến, để mất dịch nó ho vậy đó, để mắc vào cảnh mà sinh tình, nắm bỏ vạn mối chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Từ đó tới đây nghi hoặc tạo ra nghiệp báo quanh quẩn trong sáu đường không thể thoát ra, mà từ đâu coi như là không thoát ra thì ở đâu à. Từ đó tới đây nghi hoặc tạo ra nghiệp báo quanh quẩn trong sáu đường ba cõi không thể thoát ra, từ đầu đến cuối đều mắc phải cái lỗi là lấy hư vọng làm mê mờ là chân thực. Trước nay mình nhận giặc làm tâm, nó xa là nhận giặc làm tâm, nhận giặc làm con, nhận giặc làm con là cái tâm làm tiêu hết đó thôi. Nay học nhiêu đó thôi, khàn tiếng quá không đoạn chơi vậy. Để cho quý vị biết rằng là tôi khỏe lại rồi. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe.